Pokemon Go chơi rồi này. Ngon. Tôi có ý này. Thằng nào bắt được nhiều nhất sẽ không phải rửa bát dọn dẹp cả tuần. Trời luôn. Mày chết, một con trước mặt. Ngon. Bắt được rồi. Quá không ấn được à? Mọi thứ đến đây là kết thúc rồi sao? Thiên tài như mình phải nằm đây ư? Mình cứ còn là dây tân. Con gậy mới quen còn chưa kịp quất. Còn cái nhà đang xây dở. Mình có định chuyển đến ở Mỹ. Thò cơ mà. Vĩnh biệt cuộc đời. Ơ, đến được à? Cái này đi bộ bắt thật nhanh. Sử dụng trong điện mình nhìn lên. Thế này em không thắng á? Làm gì đây?
lết này. Về rồi đấy ạ. Thưa thanh niên râu tây cả ngày ngồi tự kỷ về đống Pokemon đấy ạ. Còn hai thanh niên này bắt được bao nhiêu con và trông mệt mỏi thế. Thôi đứng dậy anh em mình tổng kết cái nhỉ. Trông em đây đã phải lau xuống bể bơi chế bắt một con cá chép mặc dù không biết bơi. Chó cá em mất cả ví. Em bắt 2-3 con. Còn tôi phải phiêu một hàm đất tối chỉ bắt một con ma và nhiều điều khác kinh khủng. Thằng ăn cuộc thi này tôi thắng chắc 45 con. Thôi kể khổ làm gì khi thành tích không cao. Nhìn đây này, 89 con nhá. Tuần này thì chắc là xả rác thoải mái nhỉ. Nhá. Vẫn cũng khỏe. Nhìn đây này. Tèn tèn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Còn ít thân để thằng Dông Hồ. Nhìn đây này. Thế cái trò này chơi được trên máy tính à? Cụ cái ơi! Dọn nhà vệ sinh xong chưa? Tôi đi vệ sinh ra nhỉ? Rồi.